Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Tổng cộng là mình đã tích nạp 802 cái cơ duyên thiên địa rồi anh em nhé. Wow, nhiều đấy chứ nhỉ. Yeah. Tích ngày, ok, xin luôn 5 quả đào. Điểm danh thôi, 100 đào, ngày hôm nay có thêm tí đào để cày cuốc cho nó dễ anh em nhé. Hôm nay mở ra tính năng tông môn thì có thêm 25 cái tịnh thủy cũng như là 200 cái trái huyền hoàng đấy anh em ạ. Ui rồi đọc đau mồm quá. Tiên duyên này, gói 20 đào nữa, phước lành điểm danh luôn, mở server nhận luôn. Tiếp tục là yêu đồ, được thêm 50 tin ngọc. À, linh dịch ngọc tương anh em ạ, này chắc là phải vã thôi, càng sớm còn tốt, càng ngon. Đây nha, mình cóc hiểu kiểu gì luôn. Lần đầu tiên nạp thì được, nhưng bắt đầu cứ từ lần thứ hai trở đi là nó toàn ghi xảy ra lỗi như thế này. Ảo ma Canada vãi trưởng luôn. Đây, sau khi đăng nhập lại thì mình đã xong cái gói linh dịch ngọc tường nhá. Tí nữa chặt cây. Ok, tích ngày này, ngày thứ hai sẽ thêm 50 đào nữa nếu như mà anh em tích nạp liên tục 2 ngày. Đấy, hôm nay là sẽ tiếp tục có 25 tịnh bình thủy nữa ở trong cái phần tụy thú ban phúc này anh em nhá. Cóc con, đi luôn này. Và đây, hôm qua thì mình cũng đã lên được cây thứ 9 rồi. Hôm nay đầu ngày thì cứ phải auto thôi. Và mình có thể tiêu tốn 2 thể lực ở cây thứ 9 anh em nhé. Chặt thế nó sẽ nhanh hơn rất nhiều anh em ơi. Rồi, giảm thời gian đi 30 phút này, 25, giảm đi hơn 2 tiếng này. Còn 337 cái tịnh bình thủy tương đương với 1 ngày 4 giờ nữa thôi là lên cây cấp 10. Nhưng mà mình tin là ngày hôm nay sau khi làm nhiệm vụ rồi thì chịu khó đi cày cuốc ở trong phúc địa là mình cũng sẽ có thể all in được cây số 10 trong ngày hôm nay nha anh em. Đấy, là trời, khoan. Đây, cứ thu thập đi anh em ạ. Bình 1 cũng thu thập luôn, không nói nhảm. Ở trong này thì để mình xem nào, không có bình nào ngon hơn nhỉ. Đây này, bình 4 này. Ôi, mình xin. Có tội là cần thời gian hơi lâu, hy vọng rằng là không có ông nào cướp nha. Tiêu tiêu tiêu. Mình vừa thấy một quả đào 2. Đây. Đấy, thôi thì đào 2 cũng được. Tầm này thì cũng ít đào 3 anh em ạ. Bây giờ bắt đầu là mới được rồi này. Cũng chưa thấy có đào 3 nhưng lại có bình 4, nhưng mà lại có một ông cướp rồi. Rồi. Rồi luôn. Có mỗi đào 2. Cay thế nhỉ. Tầm này là cái nào còn mỗi đào 2 này. Trời ơi, không thể tin nổi. Quả này cũng có đào 2 thôi anh em ạ. Thôi, may là mình còn được 6 em chuột đấy. Còn anh em nếu như mà ít chuột thì khả năng là hơi căng thẳng nha. Thôi, xin phép mình có 3 bích mình đi trước vậy. Huyễn cảnh linh thú, cùng chơi nào. Nhiệm vụ gói. Ấy, đây, thám hiểm đúng không? 10 giờ sáng thì mới có thể là mở được. Hiện tại mình quay video lúc này đang là 1 giờ 18 phút, cho nên là chưa mở được anh em nhá. Ôi, chờ đến đúng thời gian đấy chơi sau cũng không sao anh em ạ. Triệu hồi tinh quái này, 1, 2 này. Ấy à, không được em nào cả. 55 lần nữa thì mình sẽ có thêm một em tinh quái thần thoại, hy vọng rằng là có thể ra được em tiểu long nữ nhá. Với tiểu long nữ thì đội hình của mình sẽ trâu bò hơn rất là nhiều luôn. Huyễn cảnh linh thú thì mình hoàn toàn là có thể làm nhiệm vụ này trước. Đấy, có hai nhiệm vụ khám phá cũng như là sôi nổi. Thì trong lúc chờ đợi đến 10 giờ thì mình sẽ vào mạo hiểm. Mình sẽ đánh một số những cái ải ở đây. Vì ngoài cái nhiệm vụ sôi nổi là chặt cây ra thì mình còn có nhiệm vụ là đi vượt ải bao nhiêu lần nữa. Thua cũng được, vẫn tính bình thường. Và hiện tại mình đang đeo em ong già thì cũng khá là ngon anh em ạ. Mỗi tội gặp choáng thì hơi ối rồi. Dạ, thua rồi. Cày thế nhở. Đấy, mình chuyển sang đeo kháng choáng anh em nhé. Hy vọng rằng là có thể ăn được cái con cua hoàng đế này. Rồi. Ai à. Ai à. Không đau lắm anh em ạ. Ông già đánh như gãi luôn. Nhưng tầm này thì ứng long cũng chưa đủ sức sát thương để mà có thể ăn được con cua ở đâu. Đấy, nếu như mà mình build liêm bạo thì em ông già này nó cũng sẽ ngon lành cành nào. Nếu như mà chúng ta nâng được nhanh, bởi vì là cái phần trăm nó cộng vào cái chỉ số đánh tay thuộc tính cơ bản nó cũng rất là cao. Và bây giờ là 10 giờ anh em ạ. Huyễn cảnh linh thú nó bắt đầu mở ra rồi. Phải làm nhiệm vụ thôi. Nhận thưởng. Thám hiểm xem nào. Ở đây thì em nào được x2. À, anh Long. Thế thì mở thêm một ô nữa, bởi vì mình có thêm một anh Long nữa mà. Thêm một anh Long nữa này. Ôi xời, ô này nhiều em tướng. À nhầm, nhiều em pet nó được x2 mũi tên lên hết nhỉ. À, không đủ linh thạch kìa. Mở đây vậy. Có em nào không? Ui xời, nó lại có luôn đấy chứ. Tiếp tục vào đây. Có một em. Ui, đẳng cấp. Ở đây thì sao nào. Ui, không có em nào. Ở đây.
Ui, không có áp nào luôn. Ở đạc, cơ duyên thì mình có hai rồi. Nhiệm vụ đây xem nào, nhận luôn. Rồi, nhiệm vụ xin nói. Ai dạ, tiếp tục là chặt cây đúng không? Thế thì phải khiêu chiến yêu vương thôi anh em ạ. Không biết là khiêu chiến em này chưa? Ây à, trầu thế. Hơi thốn anh em ơi. Với em ong già của mình thì khả năng cao là không qua được mất à. Nhìn trầu quá, lực quá. Chưa mở được ra tính năng thần thông nên thành ra là em ong già của mình chưa phát huy được hết tác dụng. Thôi, càn quét trên này vậy. All in hết vào đào anh em nhá. Mua luôn 8 lần này. Đấy. Giờ là tự động thôi. Ok, chặt cây đi. Tiên duyên có một cái nhiệm vụ. Đây này, trong phần tiên duyên thì mình thấy ngon nhất là đá ngũ sắc. Nâng cấp được cái bậc của vật cưỡi nó lên cao. Đại hội khai tông. Ơ, nhận thêm một nhiệm vụ à? Ok, có thêm mấy quả này. Mấy quả đấy thì lại tiếp tục là vào tông môn thôi nhở. Em này đi. 1, 2, 3 em mà cần 315 đúng không? 315. Đủ luôn này. Ladies, hy vọng rằng là có một em nào đó xuất sư, nó phải gọi là đẳng sức cấp ào, kháng liên kích. Cho mình nghỉ. Lại kháng liên kích. Ảo vậy. Ờ, có món à, yêu lực tăng lên này, thì lấy luôn nha. Tiếp tục là đồng hành này. Tiếp tục là đồng hành này. Em nào cũng được nha. Bởi vì là đồng hành vứt đấy thôi mà. Ok. Phát nữa xem nào. Đồng hành luôn. Tiếp tục là có đào. Ok. Đồng hành luôn. Rồi luôn. Tiếp tục này. Rồi. Còn ai nữa không? Vẫn còn à. Ok luôn. Ôi được 7 đào luôn kìa. 5 đào này. Xin luôn. Tiếp tục. Toàn mấy con củi bắp thôi anh em ạ. Đây. Ui nhiều thế. Mà không có con nào xịn sò con bò thì cũng thế à. Bỏ mày đi luôn này. Rồi. Ờ, con này của mình lại được cộng 5 đào nha. Đấy, bây giờ thì mình có thể là xuất sư cho con này rồi. Choáng 3,5% cũng được này. Hợp lý đấy, con đấy chơi được đấy anh em ạ. 1. Có đủ thể lực cho mày không? Có đủ luôn này. Thôi mình cứ tu luyện X1 thôi nhá. Xem như thế nào. Đồng hành, kháng phản công, kháng liên kích, kháng né và choáng này. Đồng hành thôi. Không biết là có anh em nào có kết quả đồng hành xịn sò con bò tí không nhờ. Kháng né này, choáng với cả kháng né là cũng được đấy. Đổi tí xem nào, có con nào xịn hơn không? Có con nào xịn hơn không? Ôi ôi, toàn con phẩm cùi ấy. Toàn con phẩm cùi thôi. Vãi. Ui da. Khoai nhờ. Thôi chọn bừa một em đi vậy. Chứ biết làm sao bây giờ. Kháng né. Choáng kháng né. Hợp lý này. Tu luyện nhanh. Thêm nữa hai em nữa xem là có em nào xịn sao con bò. Bạo kích 3,1%. Hủy mày luôn đấy. Tiếp tục đi em ơi. Xuất sư đi. Rồi. Liên kích 3,6%. Tạo. Liên kích. Đến đồng hành một em bất kỳ xem nào. Liên kích đồng hành với một em kháng choáng nha anh em. Đây mình sẽ đổi game đầu tiên này nha. Kháng né với liên kích đúng không? Choáng với cả kháng né này. Choáng này. Kháng liên kích, kháng phản công, kháng liên kích, phản công. Liên kích đây này. Ô, có thêm một đồ mới, ngon. Liên kích bạo kích hợp lý luôn. Ở đây là có liên kích với cả kháng choáng thì ra trận luôn này. Tiếp tục ở đây là cái gì đấy? Kháng liên kích á. Rồi, chọn choáng với cả kháng né nha anh em. Tận level 8 thì mình có thể là mở thêm được một ô nữa. Thì lúc đấy sẽ lại tính tiếp nha. Hôm nay hết thể lực rồi. À hình như vẫn còn ấy. Còn một ô này này anh em này. Ô may quá. Đúng rồi.
Ok. Ui, thiếu tí thể lực anh em ạ. Buồn thế nhỉ? Thôi được rồi, chờ cho nó hồi vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Sắp xuất sư rồi, cố lên. Đạt cấp 113 này. À đây rồi, còn 13 tiếng nữa này. Thế thì mình sẽ tích cực đi đào ở trong phần phúc địa anh em nhé. 6 con chuột của mình đang rảnh rỗi quá rồi. Thăm dò. Đây, bình 2 cũng có này. Tiếp tục. Đây, lại là bình 2. Nhặt luôn. Ui, bình 5 này. Vãi, có ông đào rồi. Nhanh thực sự luôn. Bình 5, bình 1. Đào 4 này. Lại cũng có ông đào rồi ạ. Nhanh tay thế nhở. Ui, đào 5. Không thể nào mà đú được với mấy cái ông đấy. Tốc độ nhanh thực sự luôn nha. Bình 2 vậy. Bú cái bình 2. Mình đang uống này à? Ảo thật. Đây thì sao? Bình 3 thế thôi. Chơi cái đào 3 vậy. Còn dưới này xem nào. Đào 4 này. Ui, ông này 2 đào 4 1 đào 3 luôn này. Thế mà không đào được 2-3 cái cùng một lúc. Tiếc quá. Rồi. Còn nhà mình đây. Mình sẽ làm mới một phát. Ây à, chọn đào 2 vậy. Tiết kiệm anh em nhá. Vui mở server xem nào. Đổi. Còn đổi được cái gì không? Hết cái để đổi rồi anh em ơi. Đổi cái này thì có vẻ là hợp lý này. Đấy, về sau còn dùng được nha. 9.000 điểm rồi. 10.000 điểm là mình có thêm được 10 cái dẫn hồn chú để có thể là chiêu mộ tinh quái anh em nhá. Gói siêu hời. Ủa, có cái gì nhỉ? Quỹ tu vi phúc nguyên đây. Nhận được thêm trước tiên ngọc nha. Thị xóm bò. Đỗ kiếp phát này là cần phải vượt ải chùa huyền không 5.10. À, thế thì đi vượt thôi. Hôm qua mình vượt được cái ải này không nhỉ? Hình như đang bị kẹt ở ải này hay sao á. Ui da. Ui da. Ui da. Rồi, dính choáng. Ăn ngay. Con này bắt đầu khó này. Thốn phết. Thốn phết. Hy vọng rằng là bạo kích được nhiều bởi vì là em ông già của mình có cái dòng cường hóa sát thương bạo anh em ạ. Perfect ngay. Ăn ngay. 3.10 là vượt xong rồi đấy. Giờ chỉ còn lại một chút nữa thôi là mình có thể lên được cái gì đây. Hóa thần trung kỳ. Cố lên. Oh dear, 15 bình nữa. Thế là còn 10 tiếng nữa. Hôm nay chắc chắn là mình có thể lên được tiên thụ level 10 anh em nhé. Tinh quái. Triệu hồi tinh quái. Triệu hồi luôn. Mình không tích. Liễu đạo chân này. Nếu như chơi né là hôi bị ngon rồi đấy. Nhưng mà tội mình lại không chơi né. Ở thời điểm này là mình đang chơi liên bạo anh em ạ. 274 à. Chơi được. Một phẹt. Bạo đi. Chưa thì có gì dấu hiệu là bạo kích anh em ạ. Thốn đấy. Thốn đấy. Nhưng mà không sao. Nhưng mà không sao, mình chơi được. Mình chơi được. Ok. Bình thường là rất là sợ ứng long luôn. May là có em phù tang thì bắt đầu mới cảm thấy tự tin hơn tí. À, ông này chơi né nha. Chơi né nha. Ủa, nhưng mà ông này hình như là định đi theo hướng phản hay sao á. Bởi vì là thấy đeo tam nhãn chân quân này. Đau thế. Uầy. Vãi nhờ. Về cơ bản là ngày hôm nay là cũng gần hết rồi đấy. Khi mà đào của mình cũng sắp hết rồi, chỉ còn lại 130 đào thôi. Nếu như mình đào trong phúc địa này ngon lắm thì cũng được khoảng 600 đào. Bởi vì server mới thì sẽ không đào được nhiều đào như server cũ. Đấy, mấy em này thì mình nâng đều lên level 20. Còn riêng em Lạc Anh thì mình sẽ nâng cấp lên level 40. Bên cạnh đó là em này nữa này. Đấy, xác suất nhận thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động tăng 12%. Thì mình sẽ cố gắng cho em này lên level 40 nữa. 32, 34 này. 37, 38. 39. 40. Tuyệt vời, lên 12% rồi nha. Đấy, thế là ngon rồi. Giờ mình phải đi vượt trấn yêu tháp đây. Khiêu chiến nó 9 vé rồi này. Dị thú xâm lược đã nhá. Đánh thử xem gây ra được bao nhiêu sát thương anh em nhá. Mình phải chờ xem là nó có sống sót được 15 hiệp hay không đã. Để còn biết đường điều chỉnh đây. Chẳng nhẽ nào với cả em Sơn Giã Tinh rồi thì cộng thêm cả phù tang nữa mà lại không qua được 15 hiệp á. Tập này thì mình chưa có bảo khí các chủ. Mấy cái em mà đi đánh dị thú xâm lược ngon thì
mình chưa có âm tinh quái nào cả. Thế cho nên là vẫn phải để bộ này thôi. Ồ, nhìn là biết có thể qua được 15 hiệp rồi anh em ạ. 951.000 vào bảng xếp hạng xem nào. Bảng xếp hạng đây là ui. Có ông này đánh đã được 929,68 vạn rồi. 900 ui, thì mình đánh quay phết nhỉ. Tức là ông đấy đánh kiểu gì đấy ta? Đội hình của ông đấy là gì? À, yêu lực cũng cao ghê. Rồi lại còn có cả thanh long nữa này. Căng đấy nhỉ. Tinh quái của ông đấy thì có sói hỗn độ. Có thêm em này. Khi linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm một lần sát thương 24% công. Mình có không nhỉ? Mình có này. Mình có luôn anh em ạ. Mình sẽ rời trận. Khoan. Ra trận. Rồi. Mình sẽ dùng đội hình 2 ra trận nha. Cho em này vào. Một phát. Em này chắc chắn là phải ra trận rồi. Giờ thì mình chẳng có cái gì ngoài em cá chép này. Kim ngư vương. Thôi ra trận đi. Xem là có gây ra được nhiều sát thương hơn hay không anh em ạ. Dị thú xâm lược. Khiêu chiến nào. Rồi mình phải canh xem là lại có sống sót được 15 hiệp hay không anh em nhá. U là trời. Khả năng cao là qua được anh em ơi. Đấy. Đấy. Ồ. Ồ. Đam con này bé nhở. Mày này. Mày này. 12 trên 15. Qua được rồi anh em ơi. 884 vạn. Lại còn bị giảm đi cơ. Thế bị cú. Nhưng có lẽ là do mình không đánh liên kích cái bạo kích được nhiều đấy. Chứ không phải là ấy đâu. Rồi, khiêu chiến lại lần nữa đi. Biết đâu lần này nó liên kích bạo kích được nhiều, sức sát thương gây ra nó lại bùng nổ hơn thì sao. Đấy, có thêm liên kích này. Ok này. 966. Đẻo nhờ. Mình sẽ điều chỉnh lại thêm một lần nữa nha. Mình sẽ bỏ cái em này đi, rời trận đi, xem có em nào tăng cái tỷ lệ liên kích lên không nha. Mình sẽ cho ông thỏ tinh này vào để tăng thêm 8,9% liên kích xem mà như thế nào nhá. Cái đánh này thì lưu tư diêu quá. Rồi, liên kích nhiều vào em ơi. Liên kích đi. Ok. Đấy, hình như liên kích nhiều hơn tí đấy anh em ạ. Đúng không? Đúng không nhờ? Đúng không nhờ? 945 này. Thêm phát nữa xem nào. Đấy. Rồi. Rồi. U là trời. U là trời. Thế thì huyễn cảnh linh thú mình làm được thêm một số những cái nhiệm vụ nữa này. Thám hiểm này. Ôi, thám hiểm thì cứ để đấy nha. Tí nữa thì mình sẽ vào mình nhận một thẻ sau. Triệu hồi linh thú được tăng cấp. Ok. Lên 91 luôn. Cộng thêm được 43,5% công ngay. Triệu hồi linh thú xem nào. Chỉ có 112 cái này thôi à. Thế thì chưa đủ để triệu hồi ứng long rồi. Thế chắc là phải chờ ra ngày mai thôi. Hôm nay thì hết cái sự kiện này có thể là kiếm được cái ngựa linh thạch rồi anh em ạ. Thôi đành chờ sang ngày mai vã thêm một em ứng long nữa xem như thế nào vậy. Huyễn cảnh linh thú vẫn còn nhiệm vụ có thể nhận được. 100 này. Vẫn chưa đủ để có thể là mở ô thứ 3. Đấy, chờ đợi thôi, chứ biết làm sao bây giờ, đại hội khai tông à? À, lại có thêm thể lực anh em ạ. Xin luôn. Tông môn này. Tu luyện, không có em nào ở đây đúng không? Giỏi. Đây, bổ sung thể lực. Ok, tu luyện em ơi. Dòng gì đó ngon lành cánh đào vào. Kháng bạo anh em ạ. Hủy luôn. Hủy bắp. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi khiêu chiến Trấn Yêu Tháp thôi anh em. Bật cái búp dự kiến này lên. Sau đó là cứ ấn khiêu chiến tiếp. Thì nó sẽ tự động khiêu chiến rồi. Và nó sẽ auto. Đây. Auto gọi là vượt ải sau cho mình bao giờ thất bại thì thôi nhá. Thì ngày thứ hai của mình đơn giản chỉ có vậy thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Và quay trở lại vào ngày thứ ba nhé.